George Clooney phân biệt chủng tộc là đại dịch của nước Mỹ. Trong 400 năm qua, chúng ta chưa tìm thấy vaccine cho vấn nạn này. Ngôi sao Hollywood đã bày tỏ quan điểm của mình về phong trào chống phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd. Theo bài viết đăng trên trang tin Daily Beast, diễn viên gạo cội George Clooney đã kêu gọi một sự thay đổi có hệ thống đối với các cơ quan thực thi pháp luật, tư pháp hình sự và lãnh đạo ở Mỹ. Ngôi sao điện ảnh và cũng là thành viên của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi cần phải có hành động quyết liệt để chiến đấu chống lại đại dịch phân biệt chủng tộc đang hoành hành khắp nước Mỹ. Hiển nhiên là George Floyd đã bị sát hại, Clooney viết. Chúng ta đã nhìn thấy anh ấy chút hơi thở cuối cùng dưới bàn tay của 4 sĩ quan cảnh sát. Sau đó, nam diễn viên 59 tuổi đã ca ngợi hành vi phản kháng của hàng triệu người trên thế giới khi ủng hộ làn sóng biểu tình. Chúng ta không biết khi nào những cuộc biểu tình này sẽ lắng xuống. Chúng ta hy vọng và cầu nguyện rằng không ai khác sẽ bị sát hại. Nhưng chúng ta cũng biết rằng sẽ có rất ít sự thay đổi. Sự tức giận và thất vọng mà chúng ta thấy một lần nữa diễn ra trên đường phố chỉ là một lời nhắc nhở về việc đất nước của chúng ta đã phát triển chậm như thế nào với căn nguyên của tội lỗi là chế độ nô lệ. Đây là đại dịch của chúng ta. Nó lây nhiễm cho tất cả chúng ta và trong 400 năm chúng ta vẫn chưa tìm ra được vaccine, Clooney khẳng định. Nam tài tử đã kết thúc bài viết bằng lời kêu gọi người dân sử dụng lá phiếu của mình để quyết định lãnh đạo tương lai của đất nước. Chúng ta cần các nhà hoạch định chính sách và chính trị gia phản ánh sự công bằng cơ bản cho tất cả công dân. Không phải những nhà lãnh đạo khơi dậy lòng thù hận và bạo lực. Chỉ có một cách duy nhất để đem tới sự thay đổi, là phiếu của các bạn, George Clooney kết luận. Bắc Hiệp, theo The Guardian.